Quy tắc phát âm 1 trong tiếng Hàn. Mình sẽ đi từ ví dụ trước, sau đó mình sẽ suy ra quy tắc ha. Từ số 1. Hàn Quốc Mày. Từ số 2. Hắc Nhọn. Từ số 3. Bạc Mùi Quản. Đây là cách viết ha. Ở đây mình sẽ thấy Hàn Quốc Mày. Hàn Quốc Mày Quốc cộng với Man, thì khi chuyển thành phát âm mình sẽ đọc thành Hàn Quốc Mày. Hàn Quốc Mày. Hàn Quốc Mày. Viết là Hàn Quốc Mày nhưng đọc sẽ thành Hàn Quốc Mày. Hàn Quốc Mày. Ví dụ số 2, Hắc Nhon là cách viết. Ở đây mình có âm đuôi là Kiok, phía sau là Nien. Ở đây phát âm của mình sẽ thành là Hăng Nhon. Hăng Nhon. Hăng Nhon. Ví dụ số 3, viết là Park Mul Kwan. Như khi mình đọc, ở đây mình sẽ có âm đuôi Kiok cộng với Mien. Vậy thành, phát âm sẽ thành là Park Mul Quan. Phẳng mươn quan. Phẳng mươn quan. Vậy thì mình sẽ có thể suy ra ha. Ở ví dụ đầu tiên, kiok cộng với miếp. Vậy thì cái kiok này nó sẽ tạo thành ấm yên. Ví dụ số 2, hắc nhọn kiok cộng với niên. Vậy thì cái âm kiok này nó sẽ tạo thành phát âm thành yên. Ví dụ số 3, phẳng mươn quan. Vậy thì của mình cũng tương tự, kiok cộng với miếng thì kiok của mình sẽ phát âm thành yên. Vậy thì mình sẽ có quy tắc của mình thành là khi mà cái âm đuôi của cái từ phía trước nó là kiok, nó gặp với cái âm đầu tiên của cái phụ âm sau, phụ âm đầu tiên ở phía sau là miếng hoặc là niên, thì cái kiok của mình nó sẽ bị đọc thành yên.